Xin chào các bạn, nhiều bạn hỏi mình là An ơi, anh có phương pháp gì tuốt dây mới hiện đại nhất hiện nay? Thì xin phép được hướng dẫn các bạn là phương pháp tuốt dây mới nhất hiện nay của mình như sau. Đây, các bạn thấy có 5 cái lỗ không? 5 em đúng không? Các bạn chọn cái lỗ giữa cho mình. Chưa? Cực kỳ là dễ dàng luôn. Mình sẽ cho nó ổn định lại tí các bạn xem. Không, dây không hề bị phạm, bị đứt gì hết nha các bạn. Đấy. Rất là dễ dàng luôn. Tương ứng với 5 lỗ nhưng mà cái loại này cỡ dây 2.5 là coi như là hết cỡ mất rồi. Phương pháp này cũng rất là hay. Được không? Đấy. Nhưng mà các bạn phải làm chuyên nghiệp cơ chứ còn nếu mà các bạn làm mặn quá thì rất là dễ phạm dây thuộc các loại kiềm tuốt. Bây giờ mình sẽ zoom zoom lại tí xem. Đây, còn vẫn là cổ điển thì vẫn là chơi kiểu như thế này thôi, cắt xoắn một vòng, xoắn xoắn rút, thấy không? Làm này thì nó amateur quá, ta chỉ cần cho vào đây thôi, bạn nào chỉ cần cho đây này, một lực vừa đủ rồi. Cực kỳ là đơn giản, dễ chơi, dễ trúng thưởng nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hữu ích hãy like, đăng ký kênh, chia sẻ cho các bạn.